tụi con đi chơi biển vui không? Dạ vui. Mệt không? Dạ không. Thôi mẹ ơi, ngày mai mẹ dẫn con đi chơi nữa nha. Nhất định rồi. Mẹ ơi, hả? Con ước gì ngày nào con cũng được đi mua quần áo đẹp hết á. Mẹ ơi, hả? Con ước gì ngày nào mẹ cũng rảnh đi, chở cho con đi chơi biển hết. Mẹ ơi, hả? Con ước gì muốn con lớn lên xây nhà thật to chứ mẹ, to là to luôn. Còn mẹ, mẹ ước gì tụi con sau này lớn lên, đi làm xa thiệt là xa, nhưng mà mỗi năm đều về quê ăn Tết với mẹ hết á. Tưởng gì, chuyện nhỏ, tụi con không chỉ về mà về một cách hoành tráng đó. Ngoài đó mua giùm tôi mấy món đồ. Mà anh làm cái gì mà anh chở nguyên cái chợ về luôn vậy? Ủa chứ giờ không mừng hả? Mừng cái gì mà mừng? Kinh tế đang khó khăn mà mua sắm cho có vô nữa. Ủa cái này mới một xe đó, còn hai xe vượt ngoài chợ á. Chở hai chiếc nữa. Ông nói thiệt á hả? Thiệt. Ai mượn ông mua nhiều vậy? Không phải, tại giờ không có biết đâu cái mùa này á, mình phải mua như vậy nè mình mới lợi. Họ mua một rồi họ thưởng một, họ tặng một luôn đó. Ừ. Mà tính tiền ba. Riêng về cái món liễn này nè là anh mua anh khôn hơn ta đó. Anh mua năm dần nè, anh mua năm mẹo năm thìn. Mà tính tiền có năm dần nè trời. Năm mẹo năm thìn là không có tính tiền luôn đó. Mà không biết năm sau có lỗi thời hay không thôi. Mỗi năm nó ra mỗi khác ông ơi. Ông tào lao vừa vừa thôi. Tôi nói thiệt nha, nói đừng buồn. Không hiểu sao tôi lấy ông luôn á. Ý. Mẹ. Nghe má đi. Nói với mẹ là năm nay không có về được. Nói rồi nha, không có về đó. Nói khéo khéo với mẹ là mình bận công việc quá hiểu không? Dạ mẹ. Tài đó hả? Ừ mẹ nè. Nè, à, năm nay là nhớ tranh thủ về nha con. Dạ, dạ năm nay bận quá mẹ ơi. Trời, bận cái gì, trăm công ngàn việc thì cũng phải sắp xếp mà về với gia đình chứ. Từ đó về đây vài tiếng đồng hồ chứ bao nhiêu mà tụi bay thiệt kìa. Dạ, nếu mà nói về để con sắp xếp coi sao. Sắp xếp gì hết á, không có về. Không có về. Mẹ muốn là năm nay các con phải đầy đủ, nhất là con là anh hai đó. Cái gì? Rồi cháu xong rồi mẹ ơi, chắc không về được đâu, giận ho quá à. Cái gì vậy? Lúc này mà ho. Bữa ra ngoài. À không phải mẹ, mẹ giận cũng bình thường mẹ. Ờ à, dạ mẹ đợi con chút, giận bình thường. Rồi mẹ nói lại chuyện gì mẹ? Vì cái chuyện ba cái đất đai đó mà. Trời con sống Sài Gòn đâu có cắt cát nhà cửa gì đâu quan tâm đâu. Đất cát. Trời cái gì vậy? Dạ mẹ. Con Thảo nè mẹ ơi. Vợ ông Tài hả? Dạ. Trời ơi, ổng sao á? Con đang xếp đồ chuẩn bị về luôn rồi đó mẹ. Dạ đúng rồi, tốt nhất là phải về nhà chứ. Rồi rồi mẹ yên tâm nha, năm nay tụi con chắc chắn sẽ về. Về hả? Về. Về. Về nha con. Dạ. Em muốn ngồi em hai mặt vậy luôn á. Ừ, tôi hai mặt vậy đó. Nhưng mà bây giờ quan trọng là đất mặt tiền của mẹ kia kìa. Trời ơi. Trời ơi. Oh my god. Trời ơi, quá đẹp luôn, quá rộng luôn. Sắc. Oh my god. Oh my god. Trời ơi, oh my god. Đây là quê của chồng tôi sao? Trời ơi, cái gì mà phát triển dữ vậy trời. Anh thiệt em không ngờ luôn á. Anh nhìn anh còn hết hồn nữa mà. Anh đi lâu lắm rồi, giờ trở về đây thấy nó phát triển dễ sợ. Anh mà trong đây có đất của nhà mình không? Ở đây thì nó không đúng nhưng mà nhưng mà cái lúc mà mình đi vô, mình đi qua cái cổng á. Đó, từ cái cổng đổ về sau khoảng chừng 3 hét này là khu nhà đất nhà mình. Chỉ cần đất nhà mình nằm ở gần khu resort là chắc chắn sẽ có giá, có giá. Ôi, sao mặt dữ dữ vậy? Đi về nhà với mẹ liền đi. Đi về liền. Mẹ, ừ. Con về với mẹ đây. Nghe xuân sang thấy trong lòng sao chứa chan, tiếng pháo vui ở đất đây vô vàng. La 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 la. Ôi ba ơi, ba thân yêu của con ơi, năm nay con về con lao bàn thờ cho ba nè. Ba nhớ dạy độ cho con nha ba. Mọi người thấy đó,
Đây là chiếc bàn thờ với chất liệu bằng gỗ lim, với chất lượng bền chặt theo thời gian. Và đây, trên tay em là một chiếc khăn piêu được nhập khẩu chính thức chính hãng từ Tây Bắc. Chiếc khăn biêu la 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 la, chiếc khăn biêu liu 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 liu, la 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 la, mẹ ơi mẹ à mẹ ơi. Hey, trời ơi, làm thì ít mà nói hát không à. Rồi bậy nha, bậy nha. Nghề của con là cái nghề phải livestream bán hàng, phải nói liên tục lia lịa như vậy đó. Phải đặt đơn quảng cáo thì mới chốt được. Mẹ tưởng tượng coi, trước mặt con mà có cái điện thoại di động thôi là con chốt cho mẹ hàng trăm hàng vạn cái khăn biêu bán là bằng thờ này coi đó. Vậy là chiếc khăn biêu là hồi nãy vậy hát cái gì, chiếc khăn biêu theo chị biêu theo chị Hồng mà ta 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 ta. Mẹ cũng văn nghệ dữ chứ bộ. Mẹ thấy không, con hát một cái là cái khăn tự nhiên có giá trị liền, thấy không? Ê, để đó con làm mẹ. Thôi để mẹ phụ mẹ làm. Chứ để mình con là Tết năm nay con làm, Tết sang năm chưa có ăn nữa. Mẹ này ghéo ông hoài à. Ủa, rồi mấy anh con sao rồi, về chưa mẹ? Ừ thì mẹ cũng điện thoại, mẹ cũng nói tha thiết lắm đó mà sao rồi, chưa thấy đứa nào gì à. Thôi mẹ ơi, mẹ thông cảm đi, nhiều khi cũng cận Tết cận nhất rồi đó. Cái mấy anh bận công chuyện dữ lắm. Thôi bây giờ mẹ cứ coi con như là mấy anh hai anh ba đi. Mẹ cần bao nhiêu công chuyện trong đàn ông trong nhà đồ đó, mẹ kêu con làm. Làm sửa bóng đèn, sửa bóng nước rồi đó, con sửa hết. Làm hết rồi tụi nó về không có chuyện gì làm, cái rồi con phát con dạy nó đi cái gì đó. Cái đi cái kiểu dẻo ẹo vậy đó. Sao mẹ, không phải dẻo ẹo, gọi là đi catwalk tạo dáng rồi đó. Dáng đó, đâu phải ai cũng làm được đâu mẹ, thấy không đó đó. Nhưng mà... đau bụng rồi đó, đau lưng rồi mẹ, thấy không? Bây giờ mình nếu mà mẹ đi với con chắc người ta dòm, người ta thấy giống số 10 quá. Mẹ mà... này kẹo có quà mà mới ăn cái gì mà cao quá trời quá đó. Còn ăn gì nữa, ăn kiểu của mẹ làm chứ của ai. Mà con nhớ hồi xưa còn nhỏ đó mẹ, lúc mà cận Tết đó mẹ làm á hả, đâu 2-3 công việc để mà kiếm tiền mua đồ Tết cho tụi con, mà hồi xưa tụi con đâu có hiểu đâu. Bây giờ làm mẹ biết thương con ha. Dạ. Tụi mình biết thương tới mẹ, phải không? Dạ. Con à, xích rồi rồi mẹ, mẹ nói con nghe cái chuyện này nè. Thúy. Dạ. Sao gì vậy mẹ, gì nghiêm trọng vậy mẹ? Đi bước nữa đi con. Tâm lý mấy cái người phụ nữ mà nó đổ vỡ một lần, nhắc tới là buồn, khó vượt qua lắm. Nhưng mà con cũng phải biết thương cô Tin chứ, đúng không? Cô Tin nó sẽ trưởng thành, rồi không lẽ con cứ sống một mình suốt đời vậy sao? Thôi. Mẹ, ngoại. Ý đi chơi đâu về vậy hả? Dạ chơi bà ngoại. Trời đất ơi, chào mẹ. Ừ của mẹ. Cái gì mẹ lại khóc nữa hả? Khóc cái gì đâu trời ơi, nãy giờ lao bàn thờ bụi vô đó, mắt vừa lao vừa hát vừa múa cái vừa khóc cái gì mà khóc. Bụi vô mắt đó con. À đám bụi kia dám làm mẹ của cô Tin khóc hả? Để con biến thành siêu nhân. Wow. Chiến đấu với đám bụi đó. Trời ơi, dễ sợ. Cô Tiên của mẹ có giỏi chưa nè? Chưa. Giỏi, cô Tiên của mẹ như là siêu nhân gì đó. Có cô Tiên là mình quýnh hết mấy đám bụi luôn. Dạ. Không ai dám ăn hiếp mẹ luôn. Dạ. Ơ, chị Bông về kìa. Bông về. À, cô Tiên. Dễ, dễ. À, con. À, chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Con vàng của tôi. Ủa anh, hình như chị hai giờ trước mình kìa. Mẹ nó... ơi. Trời ơi. Chào anh hai, chị hai. Chào em, chào hai con. Chào anh chị, chào mẹ. Ôi ôi. Trời ơi, nhờ gen của mẹ, mẹ sanh con ra con phải đẹp chứ. Vậy mà, vậy mà con Tư nó nói là các anh các chị bận có gì à, phải dùng chiêu đó mà chơi gì cái gì cho nè. Trời ơi cô Tư, tội cô Tư giỡn vui ghê luôn á, chiêu trò vậy đây đúng không tí mà. Trời đúng vậy đó. Em chỉ muốn hả mẹ vui thôi mà mấy chị mấy anh. Trời ơi trời, mấy chị em gặp nhau là châu trắng châu đen rồi hả. Chị bên sách đùm tốn dữ vậy bay. Đi dạ. Cho mẹ đi. À mẹ, dạ con mua quà cho mẹ nè. Wow. Mẹ. Dạ. Vợ chồng con biết mẹ thích ăn khô cá dứa cho nên là mua về cho mẹ đó. Quý mẹ cá dứa quá cơ. Chỗ tiếng ba. Nghe nói là con thấm cá lắm mà. Về tay không nghẽ hả? Đâu có đâu. Có đâu.
Đáng lộ bà tặng nè. Trời điên quá, trời này nhẫn cưới ông tặng tôi mà nghĩ sao vậy? Dạ không, ý là thật sự là vàng để trong đây này chứ đâu ai bỏ vàng vô. À, ở trong đây mẹ. Thôi dâu vàng, dâu bạc gì cũng dâu của mẹ tao cái trời. Dạ. Bây giờ về tới nhà vô đi rồi tính sao. Dạ. Dạ mời chị hai đi trước à. Dạ, già cả đi trước để tuổi trẻ đi sao. Dạ. Thật anh vậy anh cũng dành em nữa. Anh nhường cái. Anh lớn mà quyền quýnh thế phụ mà. Dạ. Yeah. Nè anh lớn thêm cái nữa nè. Em thấy má chân khai chế dấu mất mặt không? Mua hai cái bự luôn để cho anh. Anh cho tiền à? Em á lúc nào cũng tiền á. Bộ tiền là quan trọng hết tất cả hay sao? Đúng rồi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Không có tiền phù mỏ anh ơi. Trời đất ơi. Mẹ. Con Tâm đâu mẹ? À nó đi làm hồi sáng về rồi. Dạ. Ừ. Mẹ. Cái này con nói đừng có buồn nha. Dạ. Con thấy chú Út nhà mình á không biết suy nghĩ sao nữa. Trời ơi, đang làm ở trên thành phố vậy đó, tự nhiên cái bỏ ngang rồi về quê lập nghiệp. Mà về đây lập nghiệp rồi biết chừng nào mới giàu. Ủa, cả nhà về rồi hả? À, chú Út về. Thôi, trời ơi, bé bự dữ vậy con. Dạ. Xíu nữa chú Út dẫn bọn con đi biển nha. Ok, chuyện nhỏ nha, lát hai đứa thay đồ chú dẫn đi chú biển nha. Ủa nghe nói chú Út mình đang làm dự án gì trên đất nhà mình phải không ta? Ủa phải tím ba không vợ? Tự nhiên bữa nay tím ba quan tâm tới chú Út nhà mình nữa ha. Dạ, đang làm dự án resort mà mới mấy bước đầu thôi à. Anh Út nó chưa có vợ con gì trơn trọi, cho nên là mẹ cứ để cho nó quyết định, nó muốn sao thì mẹ theo nó vậy. Bởi vì ông bà người ta nói là giàu Út ăn khó Út chịu. Dạ. Cho nên kệ nó. À vậy là làm chủ đúng không? Dạ. Thằng chủ mặc đồ hơi kỳ ha. Nói chung là lấy vốn tự thân á anh ba. Cho nên là mình cũng ra công trường mình phụ anh em luôn. Nhưng mà chú Út làm cái dự án này nè, suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn không? Làm cái gì làm á là mình phải lập gia đình trước, rồi mình mới lo tới sự nghiệp chứ. Chú Út đang làm dự án nghe ok la lắm. Nghe rất gì về này nọ nha. Nghe một phát là hả muốn đầu tư vô liền. Công nó có em. Thằng Út á, nó lo làm ăn dữ lắm. Mà mẹ thì có bốn người con. Yeah. Mà nó lo cho mẹ nhất luôn. Mà sao mấy con không về đây ở với mẹ mà cứ hỏi em vậy hoài. Trời ơi, tụi con cũng muốn về với mẹ lắm luôn á, đúng không anh? Đúng không? Dạ đúng. Tính đúng quá đúng. Tính. Đúng. Trời ơi, tôi thấy chú thím ba toàn là đúng với tính không à. Tính là chừng nào mới về. Thì giờ về rồi nè. Thì bây giờ Tết mới về thôi, cứ còn bình thường chịu về thăm mẹ đâu. Ủa chứ chị sao? Ôi trời ơi, chị muốn về lúc nào cũng được hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây á là con muốn chú Út quá mẹ. Là phải lập gia đình, yên bề gia thất. Tại vì sao? Tại vì bây giờ sự nghiệp của mình thành công hay không á là phải có một người phụ nữ kê bên cạnh. Đó, chăm sóc lo lắng này kia. Rồi á, cái ý của con ở đây á là tại vì mẹ cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ chú Út lập gia đình đi, để cho mẹ an tâm. Thôi mấy anh chị ơi, bây giờ đói bụng quá, trời đói bụng rồi. Hay vô bếp nấu cơm. Nấu cơm đi ha. Dạ. Đói bụng quá. Đúng rồi, mọi người đi nấu cơm đi. Đúng rồi. Chị nấu em. Không, chị không quen nấu bếp củi. Ủa gì kỳ vậy chị? Trời tím ba, làm dâu nhà này bao nhiêu năm rồi giờ cũng chưa biết nấu bếp củi luôn hả? Ồ, cái chuyện đó là chuyện năm khiếu. Không, vô em chị nha. Đúng rồi, cô Tư chỉ cho tím ba. Vô với em. Không quen chị nha. Vô với em. Có cái bếp mà ba người chung cho là bếp chợ. Tôi đi chợ. Thôi. Tụi bay lâu gặp nhau. Vui quá trời quá đất. Hài hước quá bọn mẹ. Vui hài mẹ. Hước quá. Tụi bây giờ cái nó rộ với cái xóm lên lên trên trời. Bây giờ để mẹ nói cho nghe. Đồ ăn mẹ đã nấu trên trời rồi. Ủa vậy bây giờ mẹ? Vô tắm rửa, rửa mặt rửa mũi rồi ăn cơm. Yeah. Tìm bà lo nấu họ bức củi đi nha. Thôi mà. Ở hoài luôn á trời. Tôi thấy mẹ rất là thiên vị chú Út. Ê, mà có khi nào á mẹ kêu tụi mình về đây để chứng kiến cái lễ trao tài sản nhà Út không ta? Cứ cái đà này hả, sổ đỏ mà thuộc về tay chú Út là vợ chồng mình trắng tay. Mẹ có tất cả là bốn người con. Đúng. Không có lý nào toàn bộ tài sản và ruộng vườn cho hết thằng Út. Chính xác. Nếu thật sự mà như vậy đó thì vậy ông tính làm gì? Anh cho mượn tiền Út trả cho giang hồ. Con Út có tốt lắm. Trời ơi, không nghĩ ra được cái gì to tát hơn hả? Vậy là chú Út sẽ hưởng hết. Vợ chồng mình phải nhanh chóng lấy cái sổ đỏ ra lại. Chuyện đó là chắc chắn rồi.